Ông Thư đi làm về thấy hoài chuối muốn để muốn chặt quá, ông này ông thích chặt chặt harvesting thu hoạch. Cái đấy ông thích thì cho ông làm đi. Nhưng nọ cái video mà chụp mà ông chặt hoài chuối không biết bao nhiêu cái. Trên này buồn nữa này, chín luôn. Chặt hoài chuối. Em đi ta. Đó, đó, ông bước lên cái dàn bờ dàn bí của mày kìa. Cái bí của mày kìa. Ôi trời, ủa cái này đẹp dễ sợ. Chắc Wow. chắc mày chú lần nào cũng như lần nấy mà thích quay quá, thích quay phim quá. Trên kia còn cây nữa kìa, chặt luôn nha. Bộ nó chín xong rồi chín sao? luôn You sure không? Ông làm chi hai hoài sao sao? chín luôn chín luôn Ăn giọng sao cho ăn giọng sao cho hết hả? kìa chín luôn rồi Sao? Coi. Mày đứng đây coi đi. Thêm một hoài nữa, thêm một hoài nữa, chạy ra, chạy ra. Mùa đông mày, cho nên trời mưa tối lắm. Đây, một hoài nữa. Mùa bị kẹt xuống cái đó luôn ha. Đi làm về là lăng xăng đi chặt hoài chuối. Trời hơi tối quá. Lấy ánh sáng bằng cách nào đây? Lấy ánh sáng bằng cách nào? Thì biết trên video thì không dám nói nữa. Mắt bộ ông có gắn cái laser hay sao mà cái gì ông cũng nhìn thấy cái gì hả? Đứa kẹt cũng nhìn thấy nữa. Come on. Mà lúc này mấy cái hoài chuối bắt đầu nó khiêm nhường lắm rồi, tại vì nó không phải là cây mẹ đó, những cái cây con á từ từ nó sẽ ít lại. Mới nói hồi sáng là mình sẽ không có đủ sức để mà trồng chuối, mình sẽ không có trồng nữa, thì bây giờ chuối là chín nữa rồi, chúng tiếp tục. Trời ơi, giùm ơn đi. Signal mạnh giùm cho tôi nhờ đi, tôi quay không có được tại vì nó cứ hót hoài, nó không có đi ra khỏi cái internet hoài à. Stay internet giùm đi nha, please. Trời ơi, cái kìa. Thấy mà thương luôn. Rồi cũng dọn cũng thương luôn á, dọn cũng mệt lắm chứ không phải chờ đâu đó nha. Ông đè vậy nó dập chuối hết rồi. Chứ bộ ơi nhẹ nhẹ đi. Ông nhìn cách khác đi, đứng cái đuôi quầy chuối lên đi, dập hết rồi. Không nhẹ nhẹ à. Trời ơi, trên video để cho mình thì mình chút xíu đi ông Tư. Nè nhẹ nhẹ chút xíu nè. Ông đứng ông đứng cái quầy vô để vậy đầy đè tới sẹp lép mấy bữa dập tùm lum á. Không phải đâu, cái đó nó khác á, cái này Trời nhẹ lắm rồi đó. Nè nhẹ nè, cho chút xíu cái mặt vô nè. Cái wifi này nó giỡn chơi với mình hay sao chứ, chệch ra một sao một chút xíu là không được, nhưng mà phía trước nhà thì được nha, rất là tốt nha, phía trước nhà rồi nhìn là biết rồi, đè tới xẹp lép đâu có đâu, rồi. Very good. Không, hay cải hay sao cái cải đó, cải trắng án luôn á. Hả? Vậy đó, vậy mà đòi là không gặp. Bữa nay á mình có livestream hồi sáng. Một Ai ngày mà livestream mấy lần chắc bà con bắt chạy mình luôn. Hồi sáng á thì làm gì? Quay cái vàng xu. Kệ đi. Bây giờ là trời mùa đông rồi. Dù có muốn không lạnh thì cũng không được. Đó. Mới có khoảng chừng 5 giờ mấy thôi mà đã tối dần rồi. Rồi xong. Giờ xong, để em thử coi mấy nải hai hoài, hai hoài. Hồi xưa nhớ lần đầu tiên không? Một cái hoài đầu tiên là 11 nải đó. Cái này là hai hoài này bằng cái một hoài kia ngày xưa. 10 nải. Đó, coi nè. Khoái trồng cây chứ gì hết trơn á, để thấy trái về nè, nó vui.
có hồi. Tụi nhỏ nó phá quá, nó bài quá.